Những chốt cơ động như ở phường Nguyễn Trung Trực cũng đang xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lực lượng trực chốt và liên tục nhắc nhở người dân giãn cách và đeo khẩu trang. Còn tại phường Hàng Trống, lực lượng chức năng liên ngành cũng liên tục ra quân. Đa phần người dân đã có ý thức phòng dịch. Tại nhiều điểm chợ cóc dân sinh, từ người bán hàng đến người mua hàng đều chấp hành quy định đeo khẩu trang. Nói chung là ai đến đây thì chúng tôi cũng nhắc nhở người ta đeo khẩu trang. Vâng, thì chúng tôi mới bán hàng. Thì nói chung tình hình là mọi người cũng phòng chống dịch bệnh và cũng thực hiện mọi cái chỉ thị của nhà nước, mà mọi người cũng tự phòng và bảo vệ, và người dân ai cũng chấp hành nghiêm túc. Theo chỉ thị mới nhất được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, dù chưa cấm triệt để nhưng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê giải khát phải thực hiện giãn cách 2 mét, khuyến khích bán mang về. Tuy nhiên, theo ghi nhận, một số cửa hàng ăn uống nhỏ lẻ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu này, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Quán như kiểu quán cà phê hay quán net thì mọi người sẽ phải nói chuyện với nhau, mà lúc ấy đeo khẩu trang thì sẽ nói khó hơn ạ. Thì lúc đấy em nghĩ là cái việc đấy nó vẫn chưa sát sao lắm ạ. Thì để mà phòng dịch một cách tốt nhất thì vẫn phải nên đóng cửa các cửa quán đấy ạ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các quận huyện cần nghiêm túc ra quân, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng để làm gương. Hãy vào buổi kiểm duyệt này, nhắc nhở trước, tất nhiên này, tuyên truyền nhắc nhở, nhưng sau đó phải có xử phạt, mà gọi là không thì đã có 1-3 triệu, có lẽ là phải có cái làm gương, rồi đặc biệt là đối với ta là bà con là buôn bán giữa nội ngoại thành là lưu chuyển rất là nhiều, và nghiêm túc được cái này thì đã chặn được ngay từ cái đầu. Phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày dịch diễn biến phức tạp trong cộng đồng đã vắng hẳn người đi lại. Để đảm bảo an toàn, quận Hoàn Kiếm cũng đã đề xuất thành phố cho dừng hoạt động đi bộ từ tối ngày 5 tháng 2. Bên cạnh đó, người dân cũng được khuyến cáo hạn chế di chuyển, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Một loạt các biện pháp chống dịch được kích hoạt để người dân có Tết an lành.